Sản phẩm tiếp theo là đồng hồ có mã số 4, giá bán là 1.800.000. Kích thước của đồng hồ như sau: chiều cao là 35cm và chiều ngang là 32cm. Khi đồng hồ chỉ đúng giờ thì chuông và nhạc nó sẽ reo lên và hai cây kim nó sẽ xoay như vậy. Xung quanh mặt đồng hồ nó sẽ có những cái đèn led nó chớp theo tiếng nhạc, rất là vui tai và bắt mắt. Bây giờ em sẽ quay ngoại hình xung quanh cho các bác xem nha. Càng xem hình ảnh chi tiết hơn thì vào Zalo giúp em. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Sản phẩm đồng hồ em không nhận ship CD, vui lòng chuyển khoản đủ giúp em. Sau đó cho em xin địa chỉ, em bao phí ship tận nơi cho các bác nha. Ở bên hông của đồng hồ nó có một cái nút và cái volume. Đây, mình có thể tắt hoặc là mở cái tiếng nhạc này, có thể chỉnh lớn nhỏ tiếng nhạc theo nhu cầu. Nếu mà các bác không muốn nó làm phiền thì mình tắt luôn, hoặc là muốn cái tiếng nhạc nó nhỏ vừa tai mình thôi thì mình chỉnh lại. Và có cái nút để mà mình test chất lượng tiếng nhạc trên đồng hồ, thay vì đúng giờ thì nó mới reo, nó mới nhảy múa như vậy. Nhưng mà mình muốn biết là hiện tại chưa đúng giờ mà nó có nhảy múa không thì mình test chất lượng của nó, mình nhấn vào cái nút ở dưới đây. Và mỗi lần reo á thì nó sẽ có cái chu trình tiếng chuông, tiếng nhạc khác nhau, nó thay đổi để mà làm cho mình vui tai hơn. Do đồng hồ rất là nặng nên em sẽ không có quay mặt sau, nên các bác muốn cần xem mặt sau hay là cần xem hình ảnh chi tiết thì vào Zalo để nhân viên gửi hình ảnh và tư vấn cho các bác nha.